Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời đủ lắm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông, chẳng có ai sẻ chia không ta. Một mái nhà hạnh phúc là cùng nhau vượt qua buồn vui, hãy yêu thương vun đắp trên đời vì phụ nữ. Thằng này thế mà khá. Thế nào rồi? À, ở trên đấy à? Đưa nhau lên trên kia để tham quan nhà cửa rồi. Thế hả? Lên lâu chưa? À, cũng được 15 phút. Mà bạn ngồi xuống đi, cứ uống đi. Tại sao lại không uống? Mừng quá chứ Lý. Nào thoát ế thì chẳng mừng thế. Anh kia ơi! Ôi trời ơi! Làm gì mà vui? Nhà có khách á? Ừ. Thằng ai? À, thằng Thình hôm nay nó mang girl về. À, mang mang bạn gái về để giới thiệu. Người yêu. Nhưng mà này, dạ? Em đừng có làm cho nó sợ nhá. À, với nhân tiện là thôi ở lại đây ăn cơm với anh chị. À. Hôm nay nhà có vui. Chứ cái gì chứ, cơm thì em đã bao giờ từ chối đâu. Nè, ngồi ăn cơm, chú xem mặt rồi là chú phát biểu vài câu nhé. Ăn hoa quả đi cháu. Dạ, cháu xin ạ. Này, cầm. Cái thằng này để cho bạn tự nhiên chứ lệ. Cái gì thế? Anh làm cái trò gì thế? Hả? Muỗi đốt inox đấy mẹ. Muỗi đốt gì? Nào, chú hơi. Em nói anh biết nha, hoa đã có chủ rồi sao mà anh cứ nhìn chằm chằm đấy, duyên anh để dưới gót chân à, hả? Này, tôi đã bảo lên nhà có khách mà lại cứ... mẹ ơi, bố bạn ấy là chủ tịch một cái tập đoàn làm về gỗ, về nhân viên là có điều hành hàng nghìn người mẹ. Ôi trời ơi, thế cơ á? Dạ. Thế còn mẹ cháu? Dạ... Mẹ bạn ấy là giáo viên đã về hưu, vất vả lắm, ăn là suốt ngày đi du lịch ở châu Âu thôi. Ôi rồi thế hả? Ê, dạ. Mẹ đang hỏi con gái con. Con tranh con trả lời là thế nào? Dạ thì chỉ bố mẹ biết đấy, thì lần đầu tiên bạn ấy đến đây bạn ấy ngại thì con trả lời hộ. Ngại gì mà ngại? Trước lạ sau quen thì đằng nào dâu là con mà. Vâng ạ. Thế là nhà cũng là khá cơ bản đấy. Gia đình xúc tiến luôn nhỉ. À chứ thì tùy bác thôi ạ. Cưới nhá. Bà cổ cười thật đấy. Chúng nó vừa mới yêu nhau để thời gian từ từ, chúng nó còn tìm hiểu. Ông không thấy các cụ đã nói lấy vợ là phải lấy liền tay, để lâu thì có ngày bị kẻ gièm pha. Cái chuyện cưới xin của chúng ta thì em nghĩ sao? Dạ em với anh mới quen nhau được một tháng mà em lại thấy anh chả thật lòng với em gì cả ấy. Ôi trời, cái gì mà không thật lòng? Có cái gì anh cũng kể hết cho em, có cái gì anh cũng tâm sự hết cho em. Bây giờ thì em muốn gì? Em muốn anh làm như nào để chứng tỏ cái thật lòng của anh dành cho em? Dạ, thực ra là ấy, những đôi yêu nhau bình thường, người ta sẽ cho người yêu biết mật khẩu Facebook này, mật khẩu điện thoại này, cả mật khẩu Gmail này, rồi còn cả mật khẩu ngân hàng nữa này. Mà em lại chẳng biết gì về anh cả. Sao mà em yên tâm em lấy anh được? Ôi, tưởng là cái gì? Em muốn tăng thêm cái sự tin tưởng đúng không? Đây này, toàn bộ mật khẩu điện thoại, rồi mật khẩu Facebook, mật khẩu ngân hàng là anh ở trong cái phần ghi chú rồi đấy. Ừ, em xem đi, toàn bộ mật khẩu của anh đấy. Ok. Anh Nhân, đưa đây. Đưa cái gì? Anh làm cái trò gì đấy, đây là nhà em đấy nhá. Nhà mày, nhưng mà tao là hàng xóm nha mày. Sam chú hơn, đang ở nhà hôm nay có khách mà chú làm gì đấy? Trêu em nó thì để lúc khác. Khách khứa gì? Anh chị ngồi xuống đấy, em bảo này đây. Cô đây ấy, là cái con bé lừa đảo trên mạng. Anh vừa phải, anh quá đáng vừa phải đấy nhá. Anh đừng có mồm điêu. Thôi ông im mồm đi. Sao anh lại nói em lừa đảo ạ? Sao anh lại nói em lừa đảo? Anh yếu đuối mỏng manh quá nhá. Thương quá. Này, ảnh đây. Ngay từ đầu em đã nghi rồi, em ngồi em ngắm, em nhìn
xem có đúng không. Cho nên là vừa nãy ấy, em phải vào trong kia, lên các trang mạng xã hội, tìm xem là có đúng hay không. Thì đúng là cô ấy. Đúng cái gì? Thì đúng là cô ấy, còn đúng ai nữa? Đấy, để anh kể nốt. Cô ấy là một cô gái hết sức tuyệt vời. Đúng rồi. Có một cái vỏ bọc thật là tốt. Thế nhưng mà ai ngờ đâu, cô ta thả thính các chàng trai như cậu Thình đây. Xong rồi cô ta lấy nào là bắt ngân hàng này, nào là bắt Gmail này, email này. Cô ấy với tải app vay tiền về máy người yêu, xong rồi từ máy người yêu vay tiền, tiền nổ về tài khoản, chuyển vào tài khoản của cô ấy. Rồi đến lúc mà nợ thì cậu Thình giữ, còn cô ấy sẽ cầm tiền và cao chạy xa bay. Ê này, có thật thế không? Mẹ, ôi mẹ là nhà má cái gì? Lui ra! Thằng Thình, mày quen cô ta ở đâu hả? Đúng là thế mạng như thế không? Ôi trời ơi, con cái chàng cái đúng là bắt mố như thế mà. Chị bình tĩnh, trong cái rủi có cái may. Đằng nào chúng ta cũng phát hiện ra rồi. Em đã gọi công an phường xuống đây, chỉ 5 phút nữa thôi là công an đến đưa cô ta lên phường. Đúng ạ. Bị trĩ làm gì cũng khó. Có tốt trĩ, nguồn gốc thảo dược giảm đau rát cầm máu. Có búi trĩ làm bền vững thành mạch. Không dùng tốt trĩ cho phụ nữ có thai, người cao huyết áp. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tốt trĩ cho người bệnh trĩ, sản phẩm của Trafaco. Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời buồn lắm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông, chẳng có ai sẻ chia khúc ca. Một mái nhà hạnh phúc.